Bán như thế nào ạ cô? Bán 15.000 một gói. À, gói à? Ừ, ngon lắm. Vâng, cho cháu một gói xem. Bây giờ mình sẽ đi khám phá một vòng quanh Trần Đồng Văn. Đây là buổi sáng đầu tiên mình thức dậy ở Đồng Văn. Bây giờ mình sẽ thử đi mua xôi ngũ sắc, tìm cái món xôi ngũ sắc. Cô ơi, có xôi ngũ sắc hả cô? Rồi đây. Bán như thế nào ạ cô? 15.000 một gói. Gói à? Vâng, cho cháu một gói xem. Màu tím là của... Còn lá cây, cũng là cây tím nữa. Là cây tím à? Không, không có cái đó, sản phẩm đâu mà. Màu lá cây ngon hết mà. Ở đây, như vậy ở đây là đang được có 4 màu đấy chứ? Vâng, 4 màu, cô thiếu một màu xanh. Thiếu màu xanh à? Vậy là hôm nay chúng ta được ăn món là xôi tứ sắc. Ở đây có 4 mà. Là tứ mà. Vâng. Cháu lấy một gói ạ? Cháu lấy một gói thôi. Nó có chấm với cái gì không cô? Vâng. Vậy là người bán hàng mình phát hiện ra là thiếu mất một màu, thì người bán hàng nói là không có cái lá xanh. Trước đấy thì mình cũng hỏi một hàng là có xôi ngũ sắc không, thì bảo là có. Thì các bạn thấy đấy, đây là được một bát này,
bát xôi này mà 15.000, chỉ có muối vừng, muối vừng với cả xôi thôi, trộn màu vàng này, màu đỏ chắc là của gấc này, màu vàng này không biết có thể là nghệ, xôi trắng, màu tím của cái lá gì đó tím đấy. Đây chúng ta ăn thử xem như thế nào nhá, xem là xôi có dẻo không. Ngon, cái muối vừng này rất là muối vừng mới lạc, bùi bùi béo béo. 15.000 bát xôi đấy, người ta đong bằng một cái bát như bát ăn cơm ấy, một bát đấy 15.000. Ngoài cái vị chính là mặn của muối, bùi vị béo của vừng với lạc, thì trên xôi này mình, món xôi này mình thấy không có mùi vị gì khác, màu sắc nó chỉ tạo cái cảm giác bắt mắt thôi. Xôi đây hạt hạt cơm mà hạt nếp mà nấu xôi này rất là dẻo, nó không dẻo quánh đâu, nó dẻo nhưng mà nó vẫn chắc hạt, nấu lên này nó vẫn chắc hạt chứ nó không bị dẻo nát ra. Thôi mình ăn thế thôi, cất đã nhá, bây giờ mình phải đi thử món khác.